Osho phần 1. Mặt trời Phật sáng soi, cứu giúp chúng sinh vượt qua sáu nẻo. Bánh xe Pháp thường quay, luôn che chở cho cả mười phương. Khi bạn đi du lịch và trở về, kể lại cho bạn bè và người thân, thì bạn kể lại những gì chính mắt bạn trông thấy và những gì chính tai bạn nghe, hay bạn lặp lại những gì hướng dẫn viên nói, hay bạn lặp lại những điều tìm được trong sách hướng dẫn du lịch. Dĩ nhiên là bạn kể lại những gì chính mắt bạn trông thấy và chính tai bạn nghe. Hướng dẫn viên và sách hướng dẫn có thể cho bạn những chi tiết lịch sử giúp câu chuyện thêm phần nào hào hứng, nhưng chúng không thể cho bạn những kinh nghiệm khi bạn đi qua những con đường khúc khuỷu gồ ghề, hay cảm tưởng của bạn khi gặp những người xa lạ đến từ muôn nẻo đường trên thế giới. Những cảm giác khi bạn ăn những món ăn lạ, ấn tượng của bạn khi đứng trước khung cảnh hùng vĩ, những kiến trúc độc đáo của nơi đó. Vì chính mắt bạn đã trông thấy và chính tai bạn đã nghe, nên bạn có thể biết một cách đích xác là người nào đó đã đi qua nơi đó hay chưa, hoặc là người đó đã đi qua nơi đó nhưng đã có sự thay đổi rồi. Và bạn có khả năng nhận định là sách hướng dẫn đúng hay sai, hay đã lỗi thời hay thiếu sót. Tương tự như vậy, khi bạn đã thể nghiệm chân lý và khi bạn diễn tả những kinh nghiệm ấy, thì bạn không cần phải dựa vào bất kỳ một thánh thư, một kinh sách nào hết. Và chính vì đã kinh nghiệm bản thân nên bạn có thể biết được người nào đó đã đạt đạo hay chưa. Và bạn có thể biết được là thánh thư nào đó đúng hay chưa đúng chỗ nào. Lúc đó bạn nghiễm nhiên là nhân chứng sống, hiện diện tự thân, chứng ngộ nơi cõi trần của giáo lý Phật, của Tổ và tất cả các thánh nhân từ nhiều đời hiện thân trước đây. Và khi chuyển tải về một thánh thư, bạn dùng từ những kinh nghiệm đã trải qua của bạn, và chỉ riêng bạn nhận ra, chứ không phải tra cứu sách vở nào khác lạ. Vì chứng nghiệm Phật Đà từ bạn rất rõ ràng, và kinh nghiệm của bạn cùng với các thánh nhân cũng chưa từng khiến bạn phân vân nghi ngại. Dù cách nếm trải của bạn có khác đi, cách mô tả về chứng ngộ chân lý của mọi người, tiến trình chân lý vừa mới chứng nghiệm, sự kiếm tìm giống nhau như nụ kết tinh nở đóa hoa hồng, mỗi loại hoa mang trong nó nét đẹp rạng ngời. Và dù huệ hay dạng thọ, sen, cúc rạng ngời như nhau, nhưng hương thơm sắc màu tươi mới khác biệt nhau. Sự độc đáo được tập trung và rồi diễn tả của bạn cũng mạnh mẽ hơn, thu hút những tâm hồn lớn đang khát khao tìm tới nhau với giáo lý giác ngộ. Như Phật tự độ, sau khi đắc đạo rồi, Ngài kết nối kinh nghiệm tâm linh của sự chứng ngộ, vừa ngạc nhiên vừa hấp dẫn toàn bộ, và Ngài đã không dựa vào những bộ kinh Vệ Đà áo nghĩa như hiển linh. Ngài cũng không trích dẫn, không lặp lại kinh nghiệm bản thân, mà để dần dần mọi thứ tự nhiên nơi Ngài đã là một thẩm quyền tối hậu. Ngài không bảo chúng ta điều gì khác hơn về chân lý rộng lớn sâu xa của những bộ kinh. Đó là tâm linh và thiên tài độc đáo của thánh nhân, là những phương pháp cần thiết tối ưu do Ngài giáo huấn đệ tử từ từ khi học đạo. Khi những phát biểu thành thạo của thánh nhân nhiều đời đã mất dần ý nghĩa, rồi sau những ngàn năm không còn mang đầy đủ sức mạnh thu hút chúng sanh như mới ngày nào được thoát ra từ miệng của những thánh nhân nhiều kiếp đã hiện tiền. Đó cũng là lý do Phật Thích Ca xuất hiện, làm tác nhân khai sáng khắp nẻo đời, đem nguồn sống mới cho những tâm hồn đang khao khát tìm kiếm chân lý vô ngôn. Osho là một trong những số thánh nhân của thời hiện đại. Những bài giảng của Ngài thường pha trộn Phật, Chúa, Lão, Trang, Áo Nghĩa Thư. Những người đến với Osho phần lớn là trí thức trẻ. Ngài viết: người như tôi sinh ra để bị đóng đinh, thập tự giá là ngai vàng của chúng tôi, và sứ mệnh của chúng tôi chỉ hoàn thành khi nhận được gạch đá, không phải hoa. Nhưng trên con đường dẫn về chân lý thì gạch đá cũng biến thành hoa, và trên con đường ngược chiều ấy thì hoa cũng biến thành gạch đá,
Vì vậy, khi gạch đá hướng về tôi, hãy vui mừng và cảm ơn Thượng Đế, vì chân lý luôn luôn được nhận ra như thế. Gõ trống lớn nổi sấm vang, chấn động tam thiên đại thiên thế giới. Hoàn thành chính giác, che mây pháp tưới mưa pháp, ào ạt mưa gió khắp trong pháp giới để giúp cho mọi chúng sinh. Trong tập sách này, Ngài bàn về Bát Nhã Tâm Kinh, một bộ kinh nồng cốt nhất của Phật giáo. Bạn sẽ thấy nhiều hạt kim cương vô giá trong đó, và Ngài cho chúng ta nhiều lý do để hãnh diện và tự tin với di sản tâm linh của mình. Xin nêu ra một vài thí dụ. Ngài đã dùng hệ thống 7 luân xa hiện đang ăn khách nhất của triết học Ấn Độ ở Âu Tây để giải thích tâm kinh. Đây là một lối giải thích độc đáo và vô cùng mới lạ. Ngài làm sáng tỏ cái cốt lõi, cái tinh túy nhất của Phật giáo chân không trong những lời nhẹ nhàng, thi dị, rất dễ hiểu. Ngài khẳng định với chúng ta là chân không chính là chỗ trú ẩn an toàn nhất mà chúng ta phải tìm đến. Đó chính là vương quốc của chúng ta, và chúng ta chỉ cần đòi lại chủ quyền đó. Ngài cho chúng ta một khoa học để giải trừ bản ngã khi Ngài bàn về 3 trạng thái của tâm thức và 7 cánh cửa mà từ đó bản ngã đi vào: tự do khỏi cái ta và tự do của cái ta. Khi bạn chứng nghiệm chân lý thì bạn biến mất, và trong một đại dương tâm thức, tất cả cá nhân tính của bạn biến mất. Bạn hòa làm một với đại thể. Sự biến mất này Osho gọi là tự do khỏi cái ta, và Phật gọi là vô ngã. Long Thọ gọi là chân không, tự do khỏi cái ta, vô ngã và chân không, là 3 lối thoát khỏi cái ta. Vô ngã và chân không là 3 lối phát biểu khác nhau của cùng một kinh nghiệm tâm linh. Phật bên trong thực hiện chức năng của tạo hóa, che chở cho muôn loài chẳng sót. Dùng chính nhãn của cõi nhân thiên, Phật pháp đi vào lòng người. Vinh danh trí huệ Bát Nhã rất đáng yêu và rất thánh. Quán tự tại Bồ Tát và Chúa Tể Linh Thiên trong lúc đi sâu trong trí huệ Bát Nhã, trong cõi siêu việt, từ trên cao nhìn xuống, Ngài chỉ thấy 5 hợp phần, đó là ngũ uẩn. Và khi nhìn vào tự tánh của chúng, Ngài thấy tất cả đều trống không. Xin chào vị Phật bên trong của bạn. Có thể bạn không biết điều đó, có thể bạn chưa từng mơ tới điều đó, rằng bạn là một vị Phật, rằng bạn chỉ là bạn mà không thể là bất cứ cái gì khác, rằng Phật tính chính là cốt lõi, là trọng tâm của con người bạn. Và điều đó không phải xảy ra trong tương lai, mà đã xảy ra rồi. Phật tính chính là cội nguồn từ đó bạn tới, không những là nguồn gốc mà còn là mục đích nữa. Chính từ Phật tính mà chúng ta xuất phát, và cũng chính Phật tính mà chúng ta trở về. Từ Phật tính này bao gồm tất cả, một vòng tròn đời sống tròn đầy, từ điểm đầu đến điểm cuối. Hãy lắng nghe bộ kinh quan trọng nhất trong kho tàng kinh điển vĩ đại của Phật giáo, được gọi là Tâm Kinh, là tâm điểm, là cốt lõi thông điệp của Đức Phật. Chỉ từ điểm này mới thấy được tinh hoa của Phật giáo. Đừng bao giờ quên rằng bạn là một vị Phật. Tôi biết điều đó nghe kiêu căng, tựa như một giả thuyết, và bạn không thể đặt trọn niềm tin vào đó được. Nhưng hãy gieo vào trong tim điều ấy như một hạt mầm. Kinh sách Phật giáo cổ đại nói về 7 đền thờ, giống như các đạo sĩ Sufi nói về 7 thung lũng. Ấn Độ giáo nói về 7 luân xa, Phật tử nói về 7 đền thờ. Đền thờ thứ nhất thuộc về thể chất, đền thờ thứ hai thuộc về thân tâm, đền thờ thứ ba tâm lý ứng với Manipura, đền thờ thứ tư là tâm lý, tâm linh, đền thờ thứ năm là tâm linh, đền thờ thứ sáu là tâm linh siêu việt, đền thờ thứ bảy, đền thờ tối thượng là siêu việt. Bộ Bát Nhã Tâm Kinh này thuộc đền thờ thứ bảy.
Những lời kinh này là tuyên ngôn của người đã nhập vào đền thờ thứ bảy, thế giới siêu việt, tuyệt đối. Đó là ý nghĩa của từ phạn, Raga Paramita, trí huệ của cõi bên kia, từ cõi bên kia, trong cõi bên kia, hay còn gọi là trí huệ đáo biển ngạn. Đền thờ thứ nhất thuộc về thể chất, tương ứng với luân xa. Đền thờ thứ hai, tâm thần, tương ứng với luân xa thứ hai. Đền thờ thứ ba, tâm lý, ứng với Manipura. Đền thờ thứ tư, tâm lý, tâm linh. Đền thờ thứ năm, tâm linh. Đền thờ thứ sáu, tâm linh siêu diệt. Đền thờ thứ bảy, siêu diệt, ứng với Sahasra. Sahasra có nghĩa là hoa sen 1000 cánh. Đó là biểu tượng của sự thăng hoa tối thượng, không còn gì che giấu nữa. Tất cả đã trở nên sáng tỏ, hiển hiện. Hoa sen 1000 cánh đã mở ra, hương thơm tỏa khắp bầu trời, cùng với cái đẹp lộng lẫy và đầy phước lành của nó. Con người có thể được ví như chiếc thang có 7 bậc, mà bạn chỉ biết có bậc thứ nhất. Chiếc thang như vậy chẳng có hữu dụng gì, mà thang là dụng cụ để nối thế giới này qua thế giới khác, nối vật chất với Thượng Đế. Bậc thứ nhất là tuyệt hảo nếu nó được dùng như một bậc thang. Nếu được dùng như bước đầu thì cực kỳ tuyệt đẹp. Người ta nên biết quý trọng thân xác, nhưng nếu bạn tôn thờ bậc thứ nhất mà quên hẳn 6 bậc còn lại và quên hẳn toàn bộ chiếc thang, thì bạn trở thành khép kín, bị giới hạn trong bậc thứ nhất. Cần phải có thân xác để được sống, vì vậy thân xác cần được săn sóc. Đó là món quà vĩ đại của Thượng Đế. Hãy dùng thân xác như một bàn đạp. Bậc thứ hai là thân tâm hợp nhất. Giấc mơ đến với bạn như một ảo ảnh. Nó như một sự gợi ý, một biểu tượng, một điều gì đó mà vô thức muốn gửi đến cho ý thức. Hãy phân tách giấc mơ, nhưng đừng trở thành giấc mơ. Bạn không phải là giấc mơ. Người nào có giấc mơ của người ấy, nên không ai mơ giống bạn được. Vì vậy, chỉ mình bạn mới có thể giải thích được giấc mơ của mình. Người nào giải thích giấc mơ thì giải thích ấy thuộc về người ấy. Chỉ mình bạn mới có thể quan sát nó. Mà thật ra, ta cũng chẳng cần phải phân tách giấc mơ làm gì. Hãy quan sát toàn bộ giấc mơ với sự sáng tỏ, với sự tỉnh táo, thì bạn sẽ thấy nó muốn nói gì. Khi Phật giác ngộ, Ngài chẳng còn một ý tưởng nào, kể cả mặc cảm tự tôn. Ngài đã hòa nhập làm một với đại thể. Ngài chẳng có ý tưởng là Ngài thánh thiện hơn người khác. Tất cả đều là thần thánh. Ngay cả hạt bụi cũng thiêng liêng. Ngài không nghĩ mình tài giỏi, và Ngài không cố gắng để trở thành tài giỏi hơn người khác. Ngài không cảm thấy thấp kém chút nào. Ngài được sinh ra là một ông vua, nên không có vấn đề thấp kém. Ở trên chóp đỉnh ngay từ đầu, nên không thể cảm thấy thấp kém. Ngài là một người giàu có nhất trong nước, uy quyền nhất trong nước mình. Không còn quyền lực nào cao hơn cần phải đạt tới, không cần phải giàu hơn nữa. Ngài là một trong những người đẹp nhất đã sinh ra trên thế gian này. Cung phi, mỹ nữ của Ngài toàn là những người đẹp, không một thứ nào mà Ngài không có. Bậc thứ tư là tâm lý, tâm linh. Bậc thứ năm là tâm linh. Bậc thứ sáu là tâm linh siêu việt. Trên khắp thế giới, qua nhiều thời đại, nhiều phương pháp đã được phát triển. Các pháp môn này không tổ chức như tôn giáo, không có giáo điều, mà nhiều thực nghiệm hơn. Nếu cần phải thao luyện thân xác và tâm trí, nếu muốn có một sự hài hòa nào đó bên trong thân tâm, để có thể nương vào sự hài hòa đó mà vươn lên trên cái thực tại bình thường của mình, thì yoga có thể giúp bạn điều đó. Và bậc thứ bảy là sự siêu việt. Mật tông, lão giáo, thiền, trí huệ của Phật là bậc thứ bảy. Bát nhã ba la mật đa có nghĩa là trí huệ siêu việt. Trí huệ này chỉ hoạt động khi bạn đã vượt qua mọi tầng lớp trong thân tâm, và khi bạn chỉ là một sự tỉnh thức trong suốt, một quan sát viên vô tư,
một chủ quan tinh rồng. Bậc thứ tư là tâm lý, tâm linh. Bậc thứ năm là tâm linh. Bậc thứ sáu là tâm linh siêu việt. Trên khắp thế giới qua nhiều thời đại, nhiều phương pháp đã được phát triển. Các